chỗ của Ngài Bần Sĩ Vô Danh để làm việc cho Phật Pháp. Cùng hôm nay tội nguyện tất cả anh em đồng đạo, đồng nguyện, đồng tu, đồng ân, đồng sinh, đồng thanh tịnh. Về trong một lớp này, về nhớ là vũ bụi trần gian tê liệt, tê tái, tái tê nhiều lắm rồi, thì không thể nghe, không thể thấy, không thể nhìn được những cái quang cảnh mà sắp tới đây, vì có ảnh báo rồi. Điện ảnh của thiên nhiên báo cho thầy biết rồi, thấy luôn rồi, không thầy cũng nói nè, thầy thấy rồi đó. Nó đã ám ảnh cái việc đời không nói gì, kỳ này ám ảnh thay trôi, ám ảnh gãy lầu, ám ảnh đất đổ núi trên xạ xuống, ám ảnh ghe bè lộn xộn với nhau trong dòng suối nước, gạch đó là cái chỗ cù rồng. Còn bão tố rừng này rừng nọ, chỗ này chỗ kia, cột điện đèn sẽ còn hốt hết, hốt hết, hốt hết, dục quân hết. Cho nên hôm nay đó, tất cả đều có sự họp mặt hôm nay, anh chị em mình cùng là đồng đạo bốn phương hay là miền Tây chung cùng về đó, để vui buồn trong có mấy ngày chia sẻ với nhau rồi chia tay. Mỗi anh em đều đừng hẹn, mà hẹn gặp nơi cửa Phật A Di Đà, nơi cửa Tịnh Độ, nhớ không? Đừng hẹn gặp ở đâu hết, gặp tại cửa Tây Phương đó, A Di Đà Tịnh Độ Lạc Ban, có nghĩa là ở Tây Phương Phật. Và mình vui với nhau trong một cái tuyệt, một cái tuyệt đó là đời là ăn tuyệt, còn mình không có ăn rồi tuyệt. Mình có làm tuyệt, mình làm không tuyệt, có nghĩa là mình làm sẽ được bình an mỹ mãn mãi mãi ha, chứ không có ăn rồi tuyệt. Đời người ta cứ làm tuyệt, người ta ăn tuyệt, còn mình không có ăn tuyệt, mình ăn để tu, có đúng không? Hôm nay thầy quý mến quý trò, thương về quý trò, hướng về nhiều lắm. Còn dạng dân bá tánh thì đau khổ trên cái nỗi niềm mà không thể ai thấy được, đạo thấy được, biết được, nghe được rồi đó. Thì cũng như hồi buổi ban trưa ở bên miếng giường, ở giảng đường của Đức Phật Ngài, nhỏ, có dòng suối, có khe nước, có cồn xanh quanh, có trái cây, có chỗ quý vị ngồi thuyền đạo tu hành tịnh tâm niệm Phật, có chỗ ăn uống một người đạo hiền lành ngồi ăn cũng là uy nghiêm, tướng nghi của Phật không hư hoại. Thì xin ân trên bảo quản trong một cuộc hành trình học hỏi hôm nay và học tu hôm nay và công quân tu tập của tất cả quý vị hôm nay được trọn chánh quả. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu xin ân trên ban phước lành cho tất cả quý vị trong một nguồn tin mới. Và dù cho thầy có bị cái gì, thầy biết thử thách, cuộc thử thách rất đau khổ. Nếu 3 tiếng đồng hồ thì thầy không còn ngồi đây với quý vị, đi bệnh viện liền cấp kỳ đó. Nhưng thầy vẫn mím môi chịu đựng để so dịu qua, có thuốc chút về, giờ thầy khỏe rồi. Quý vị thấy không phải dễ đâu. Thầy đang chiến đấu với ai vậy? Thầy chiến đấu với âm, nơi cõi âm. Mà rồi thầy chiến đấu với ma dương, chiến đấu với ma quái vô hình, phù phép hay tất cả những gì sái đạo hành binh.
để đem lại ích cho tất cả quý vị. Thì quý vị thấy rất rất mến thương. Vì cái mến thương đó mình phải đáng thực tập, mình phải nhẹ mình, mình phải biết lăn lóc trên cái cõi đời này một ít nữa để làm một việc tốt đẹp. Lăn lóc là chùi rửa, bường trường là lết đi về Phật. Làm ăn là để tạo mưu sinh chuyên sống, chứ không phải là mình làm đây là mình chất chứa này cái nào không có để lấy làm gì hết. Nếu chúng ta biết đó là buôn, rốt ráo là lẹ chân, không chỉnh mãn như ngày xưa nữa. Niệm Phật niệm mãi, nhờ số chuỗi, nhờ hạt chuỗi, nhờ bồ đề chuỗi này, khi thức dậy quên liền, bấm liền để nhớ mượn thôi, chứ không có cũng được. Như thế thì để đâu nằm, để trên cần cổ, để đâu cũng được. Quơ vừa thức dậy đâu, quơ số chuỗi trì niệm liền đó. Như thế niệm mãi như vậy nhừng nhã rồi thôi cũng được, để cho tất cả các khối trượt nó không có bu ám mình. Quý vị thấy gì sợ lắm chứ đâu phải không sợ đâu. Đừng bao giờ ngồi một mình ở ngoài rừng hoang, đừng bao giờ ngồi mà không có ảnh tượng Phật. Hãy có ảnh tượng Phật là có chư thiên hộ pháp, có hình tượng của Đức Phật ngài như thế này nè, cũng như là hiền thần hay là Đức Thầy Quan Âm Bồ Tát, thì có hộ pháp, có chư thiên, chứ không phải tâm thường, thì nó đánh không rơi mình đâu. Còn nếu ngồi ngoài đó thì tẩu hòa nhập ma hết, vì cái sói tư tưởng của mình á, nó vung qua hướng này hướng kia hướng nọ, nó không thể trụ vì mình chưa cầm nó được, mình còn yếu, mình chưa thực tập. Bây giờ trong đêm ấy là đêm thứ ba, trong đêm kia thì chỉ cho trò đành nhẹ nhàng trong cơ thể bản thân của mình. Muốn nhẹ nhàng giảm làm hết đi, giảm ăn uống cực kỳ cầu kỳ gì đó nói vậy đó. Đức Phật ngài chỉ còn một bữa rút lại đó, đặng mà ngày sống để tu hành thôi. Còn mình ba bữa, bốn bữa, thấy bữa nay không? Thầy cũng giảm bớt hết. Cái giờ của thầy làm á, quý vị ăn có thầy nhau nâng niu chiều chuộng, gấp món này nè, ăn đi thôi, ăn đi. Ngày lại không có, bây giờ thầy không kêu nữa. Tập xa từ từ rồi đó, rồi để cho trò tự để ỷ lại, và để ngồi đây quay mặt thấy thầy tưởng đâu là sinh viên ở hay là tuổi gì đó, nhà hàng đó, cái gì đó đãi quý vị, không có. Không có, đó là cái tình thầy trò trải qua bao dạng dài mưa nắng, quý trò khổ lắm, cực lắm, hy sinh trên bước đường, nhưng còn trơn trở có thầy dịnh một chút cho mình lên, ráng tu, nhân quả đến gấp cấp kỳ, nhặt gieo giờ sáng mai mốt lên hết không còn gì. Cho nên cự kiên nhất là đừng có nói mất đức, đừng làm chuyện bất nhân, đừng sanh nghĩ cái ác, đừng mưu mô một việc tu của mình cũng có cái âm mưu trong đó nữa, không nên. Cứ bình sinh quên hết đi, tách lặng hết đặng vào nội tâm của chúng ta. Con tu rơi rớt cũng như học mà rơi rớt là uổng phí lắm, nhưng kỳ này cũng thấy được nhiều thành phần, phải ráng cố gắng. Bàn tay này đặt vô cái chuyện nào có phước đức cứ làm, mềm dịu tốt đẹp cứ trao với nhau, còn nặng nề khắc khe và không có tốt đẹp thì dừng lại, không nên. Để kiếm từng phút từng giây một chút phước đức của mình. Hay vậy. Mà phước đức đó bây giờ chúng không tìm hàng ngày để ở đâu, chỗ nào không có thấy, phải không? Không thấy gì hết à. Như nó bỏ vào cái gốc cây, cái tâm của con người của mình đó. Tâm là cái gốc ốc là ngọn, nó trổ ra ở trong đó. Cái phước đó, cái trong sạch đó, cái sáng suốt đó, cái không làm lỗi đó, nó là phân bón, nó là liều thuốc bổ, nó là dòng suối nước tốt đẹp nhất, nó nuôi cái ánh tuyết trời mây của con người mình đó. Thấy ai cũng thương mến hết à. Mà là không già ngắt già ngơ đấy chứ, mà mặt mày không có nhăn, không có khô, không bị lửa đốt á, bụ phàng nữa,
mình sống bằng sinh sinh tinh tuyệt của sự tinh tấn tu hành. Và đừng bao giờ chi phối tư tưởng và tiếng nói mình hao thần tổn khí, vì chúng ta không lấy được tinh ba. Không có tinh ba thì tam cõi thế giới Phật bà không thể xuống mà phóng quang. Bà có hào quang, chúng ta có linh quang, chúng ta có điện quang, để mà bà thấy được cái lòng điện quang trong người mình sáng, bà cứu liền cặp kia. Chứ không phải một ai không có. Như vậy ráng nghe nha, đừng có ngủ. Mới vô lớp thì đừng có ngủ, ngủ khờ lắm à nha, bệnh đó. Thầy nói nè, với người tu, với người đời, với người đạo, nghe thầy nói cái giới không? Nói hằng đó, với người khổ, với người lành, với người dữ, với người ác, có thiện có, cũng là cái giới của mình. Pháp giới chúng sanh, chúng giữ kệ chúng. Mình với lại Phật rồi, mình đã gây làm chi? Đó cũng là cái giới của Phật dạy. Đối với người hiền ngoan, anh em mình đã giúp đỡ bằng cách khác, cũng là cái giới bổn phận. Với người đạo tình huynh nghĩa đệ, anh em, với cha mẹ, với vợ chồng, với con cái, có đúng là pháp giới không? Nó cánh hạ giới này nè, mình đối với mình như vậy, có cái giới luật hết, giới luật hết. Ngày nay thầy nói tỉnh lại chưa? Giới luật, giới người đối với Phật còn cao tầng bao nhiêu nữa kìa, thượng thừa mà còn đại thượng thừa nữa, thì mình phải nghiêm trang. Mình phải có nhớ là cái quy luật đạo như sau. Trong cuộc hành trình ngày nay cũng gần mỹ mãn, các ngài Bồ Tát, Thanh Sĩ Bồ Tát, nghe là Phật Thầy, Bồ Tát Đức Thầy, đều là Bồ Tát hết. Để mà vận dụng thần thông phép lạ, màu nhiệm nhất sinh cõi tam giới, để xuống đây tạo lập thành một ngôi, một cái trường, một cái đường đi, một cái lời lẽ ngôn nghiêm này luận giảng qua, để trao đổi, để cho mình mà mình tưởng là tầm thường. Nói gì? Phải ráng gượng lên. Nó cho mình, nó vô đó. Mình là con tinh sáng, chín lỗ mà. Nè, 2, 4, 6, 7, đại tiểu, 9 lỗ. Đức Phật nó sợ nhất là chính mình sợ người, xa bỏ kiếp người, ngài thành Phật đó, công tinh chính độ, thấy không? Mình tiếp tối ngày vô ra, thấy không? Nhưng mà bế được rồi đó thì ngơ, chính cửa đó nó sẽ vắng lặng, nó sẽ được mình hàng phục rồi, thì mình đi về cõi trời mà không có gì thấy. Mà thấy gì chi? Cái gì đáng thấy? Để mình là một cái tài xế mà qua cái đường không hầm hố mà soi đèn như thế này, có ngày đứt bóng pha để vượt qua cái hầm hố thôi, hay là cái đường khúc nào thôi, chứ không được pha đèn. Vẫn để cái đèn bình sinh, cặp mắt của quý vị là cửa sổ linh hồn, cửa sổ linh hồn. Mà linh hồn không phải ở phàm, ở cõi Tây Phương á. Cặp mắt này nó có cái sự điện, nó đưa vào đây, vào trong. Trong chỉ nó có một bóng thôi, mà ngoài này nó hai bóng. Đấy, giờ nó tiếp thu để chúng ta có mắt thứ ba bên trong. Ai cũng nghe nó mê quá, để tôi ngồi luyện đạo cho tôi có mắt thứ ba, tôi linh thánh linh để làm gì? Lo tu đi, lo linh 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 á, linh linh sống nước giữa dời, tôi ngồi thiền định réo mời ma dây. Đặng nó báo hiệu quá, đừng mình biết đó biết đây. Có phải mình muốn làm thầy hay không? Ngồi thiền định để giải ở bên trong, để tha, để thứ, để gửi lòng từ bi. Chớ ngồi thuyền
mãi mãi làm chi nghe lời thầy chỉ thì con ghi bút bài. Ngồi thanh tịnh để bình lại trong dạ. Muốn ngồi cách nào cũng được ha. Trời, quý giá nhất là tâm. Chúng ta diệt hết ngoại sân, đừng cho chiếm ở cái tâm thiền từ. Ngồi một mình á, luyện đạo á, thầy thấy bất cười. Muốn về cõi Phật mà chưa có dư phước lành. Đường dài mà muốn bước lẽ nhanh, không nhìn sỏi đá rồi rễ tranh rễ ngầu. Bước đi rồi đụng nó rủ đầu, chi bằng mình đi từng bước thấy dễ hơn đâu. Nhưng còn ráng nghe thầy, chúng con am từ luyện đạo, trao luyện thành quý báu biết nhiêu. Nhưng mà trừ khử ma yêu, đừng tiếp thu lời lẽ ít nhiều phàm nhân. Không đem vô, vì nó ở sở mình ở tầng, thấy không? Nơi đang nơi địa ngục mà mình về lần Tây Phương. Ngu gì để nói dấn dương, làm sao mình về được đường đường con. Ráng trì trí, ráng quay về mình được một phút nào lớn. Đừng nghĩ nặng nè, đừng nghĩ nhẹ nè, đừng nghĩ đời nay mai, cũng đừng nghĩ nợ mình dai. Phóng vô nó nhắc mình nạt ngay ra liền. Giữ mình đi, để không có áo não không gây phiền. Đêm mi buồn con dại ngồi thuyền niệm tâm. Không được cầu nguyện gì hết mà giảng nẻo xa xăm, chỉ ta sám hối âm thầm mà thôi. Có tội lỗi khi không đâu có trôi với đạo. Mình dùng cái cây hay là cuốc sách giáo gì đi, xô ra biển ai vậy thì mới hết lỗi tình khỉ tròn. Có tội lỗi đó, mình lo tu niệm, tu cho tốt bao nhiêu con là giá kiếm đẩy đưa. Nghiệp kia tội nọ có thừa, mình tu chắc chắn sớm trưa sẽ mòn. Nó xa mình đó, tại chúng con không có biết. Lo cái máy tranh đời này là phủ diệt ở bên trong. Nay mai trần trượt rồi lòng, sao con còn được lưng trong ước mi. Vợ thầy dạy trẻ không nghi, sớm chiều học đạo từ bi trao dồi. Mình là cái cây mục hay là cái cây tốt mà bị nổi bị trôi, bây giờ người chủ nhân nhớt lên được đó thì phải dồi để nên đóng cây tủ hay là cái lăng đền. Cũng nhờ cây đó mình bỏ quên lâu đời. Thiệt là thiệt, chắc chắn chúng con ơi, chịu đi vào bực cấp thời thành thân. Nhất là bên phái nữ nhân gán tu ráng tỉnh hồn tầng bình yên. Ráng dụ dạng, đừng có để chân nghiêng gốc phía. Thầy có nói trong cái bài nào cũng như thúng như sề, bung xỉa không có còn. Về nhà đi, tu với cháu, tu với con, tu chồng vợ hay là bà con hàng xóm. Mình tu rồi đừng sợ đau sợ ốm, do lực quy của trời thì phải chịu hằng thôi. Đêm nay thầy nhắc cho bôi, cuộc đời chỉ nửa tháng ôi bấy chày. Học một đạo, một tiên, một Phật, một thầy, đừng có đua bay mà nhảy nhóm sau này hư thân.
Ấy thay thầy tổ cầm cân, cứ nuôi cứ chạy rồi bấn phân làm gì. Một Phật giáo đi, tôi đi không có hết à. Một nghe thầy tới chết còn hư, cho nên sửa đạo thành người. Ráng nghe thầy dài mất bước trong lòng, coi hẻm hốc nào mình còn dòng sống buộc, coi cửa nào mà mình mở nó không ra, kết cuộc phải thay. Con mới sống bùa hằng ngày, lưới trần mình đã mất mà mình cuồng sai không tường. Ráng vui vẻ đừng mắt rõ thấy đường, tay thông mũi ngửi trăm phương nghìn trùng, nói ra thế giới hòa chung, nói cho anh chị trùng cùng yêu thương. Nói đi dùng tấm gương quá sáng, nói lời nào cho đáng mới nói năng. Khó mà hả miệng nhân răng, cúc dây ngắm lại chưa tròn trăng công rồi. Thầy nói nè, để giúp nè thế ơi, giúp đạo nè, gần rồi xa xôi, năm châu bốn bể cũng nghe rồi tiếng vang. Chúng con nhớ nha, đừng có luận bàn chuyện quý, ngồi xuống nhau đó, bài kế chỉ người ta. Năm thì nói chuyện bao qua, nói không có dính níu phổ đà sơn lai. Nói cho đúng, nói không sai, kể từ đây ít nói, để Phật Ngài hiện thân. Nói chi xa rồi nói lại chi gần, động tay cũng biết mà tấn thần hiểu. Mình ở ra đó thấy không, không khí mất mà làm buồn bá tánh, đã hao thần ai cứu cảnh mình kìa. Nói nhiều không được đi về, nghe trên xứ Phật bên kia thanh nhàn. Không nghe tiếng nói ở cõi không gian, ở nơi mười phương chư Phật rõ ràng minh minh. Về đi thế giới rộng thinh, không nghe một tiếng dân tình kêu lên. Nơi xứ Phật mà chung cũng muốn về bên không vậy, thì diệt lòng phàm xa cái bẫy ngày nãy. Nói một không có, nói hay để dành tiếng nói, rồi niệm Như Lai Bồ Đề. Vì đó ông sung sướng lắm sao, cảnh tiên Phật không về bỏ dở, mà nơi trần gian đó đâu phải bản sở ở hoài. Mấy đời trăm kiếp mình dài, thì không chỉ tớ rồi tớ hiểu ngay chỗ nào. Nếu thầy không dịch chị, chúng con cũng hiểu vậy, nhưng mà nó rất khúc qua, cũng như xem rồi chứ, mình dục cái đó đâu có lưu tâm à, mình xem qua xem lại mấy lần đó. Còn dạy cũng như thế, thầy dạy hoài có nhiêu đó, phải nghe đi nghe lại bao nhiêu lần thu còn không có được, vì mình đâu có được thân trong đạo, mà đã bị cái phàm nó án, nó án chỗ này án chỗ kia án chỗ nọ. Đâu phải cái nhà mình mà nó cái cửa, nó có nhiều cửa, cửa sổ nè, cửa buông nè, cửa trước nè, cửa hông nè, thế không, đâu phải một cửa, cái cửa nào bích mới biết chứ, nó bị án cái gì mình đục ra hết. Thì chỉ hôm nay rất là dễ, chứ không qua tiếng phàm, không qua tiếng Pali, không qua những cái tiếng mà mình khó học, khó nghe. Thế vậy đó, cho nên hôm nay đó, thầy muốn tất cả con lắng lặng để tiếp thu, để bỏ dở ngày này uổng lắm. Biết thầy đã vô thiền thất rồi, nói dạ thầy vô sao thấy thì đúng, thầy vô đó đâu phải ai nhốt thẻ tù đâu, phải không? Vô ra thiền thất cũng tự nó mình bất thường, đâu có gì đâu. Có nghĩa là thiền tâm diệt thất tình lục dục, chính thầy mang nặng hơn tròn như núi, chứ không như núi thì xuống về ở đây để làm gì đây mà không được về.
Nhưng mà nó bao vây thì có cách gỡ mau. Nó đến tiêu diệt thì những dũng trì trí để hy sinh thì trên ngôi trời đạo lợi cứu quan âm, cứu mấy ngày cứu đâu có đó. Vì hằng ngày mình cứ nói nhắc ngày qua à, nhắc bản mình qua à, chư thiên hộ pháp nè, rồi nhắc nhắc Phật này Phật kia, Phật danh kêu niệm mãi như thế này thì Phật sao bỏ mình được. Còn mình quan liêu lại chùa cúng ba mớ rồi cho chùa rồi cái ăn cơm về đi ra mua bán hay bất cứ mừng việc gì, sĩ nông công thương nhân dân rồi nhớ là đi chùa đó hết rồi. Cũng như nói đây thì không phải sân chiếm qua công giáo, nhưng mà tam giáo đạo quy quy đời cổ nha, thì bên công giáo cũng vậy, cứ nghĩ là ngày chủ nhật xin cái thương cái gì đó là thì nói đây, nếu có ai bên công giáo thì nghe cứ nghĩ là mình làm tội đi, cái ngày chủ nhật là mình xin tội. Nhà Đức Mẹ Maria cho và Chúa Thánh Thần, amen. Nhà đó vậy đó là hết rồi, không phải vậy, không phải hết, mà mình biết mình hết không, mình biết mình hết ra còn đó, vậy đó, đâu có hết được đâu. Ai xóa mình xóa, ai giảm bớt tội mình giảm đó. ai cộng tội nghiệp mình cộng tội nghiệp đó, thấy không? Ai xô mình vô cõi chết mình xô mình vô cõi chết, ai đưa mình đến niết bàn quả vị của mười phương của chư Phật chính mình đưa mình, có đúng không? Thì giờ phút này trở lên cũng không có cộng ai vào chính mình hết nha, cho mình hết á. Nói tại bà vợ tôi, tại ông chồng tôi, tại con tôi, tại sự nghiệp tôi đi không có được, nó gì yếu xìu, không có gì đâu. Đi đâu mà đi không được nha, mình đi đâu? Dạ con lên thầy, lên tay nói. Lâu lâu tôi đến ở đây tôi lãnh hội rồi tôi nghe ngóng bao nhiêu câu nói của thầy về tôi tâm dưỡng tánh mà hả? Không cho hả? Ai bắt buộc? Đâu phải ông trời, mà cũng đâu phải thượng đế, mà cũng đâu phải cái gì đâu mà mình sợ. Vì mình đi làm tốt mà nhờ đi mà về để thứ tha tất cả, còn không đi đó rồi quýnh đập uống rượu say nè, nữ thì bị cờ bạc nè đó. Còn đi đến đây thì về nên thân nên hình hết là phải không? Tại sao không kia đi? Tại sao không đi? Nói giờ tôi cũng tiền không phải, tại quý vị quỷ bán xì mặt hết, chứ nó quyết định, quyết định con sẽ ngày 3 tháng nữa con sẽ đi ở đâu đó, tùy quý vị làm ít làm nhiều. Chưa ở đây, để đây không ăn, đi ra muốn ăn cái gì đó không ăn. Nếu mà mình đi đó mình ăn cái tinh thần rồi thì mình biến ăn cái này đi, không ăn đó. Còn mình muốn về Phật là mình về được, là mình cắt bó, không quạnh mặt tới nữa, không gieo vuốt nữa, không trông đợi nữa, không khen chê nữa, để mình đi mới được chứ, thì không sao đi. Vậy đó, trải qua bao nhiêu vô lượng kiếp của Phật, kim kỳ này đại ân xá, không có nói vô lượng kiếp nữa, mà có thể là có Việt Nam mình có Phật mới đó, đắc đạo liền cấp kỳ, đại ân xá, học bổ túc cho thi vô, có đúng không? Rớt rồi bao nhiêu lớp nhưng bây giờ cố gắng học bổ túc thì nhà nước bây giờ cũng vậy nhưng mà bậc nào bây giờ học tới lớp 8, lớp 9 nhưng mà thấy khả năng được, cái quá trình như sau đưa vô, vừa làm vừa học, lấy đèn cấp đại học, có đúng không? Thì hôm nay Phật thấy mình rốt ráo tu hành nhất một quán đại hết, hy sinh trên ngàn dặm cũng về Phật, thì Phật sẽ cho hết, cho cấp liền cấp kỳ để giết cái học trò đó, có đúng không? Đây không là giáo đó, giết hết. Câu này mình lê mê không muốn về, thụt lui thì cũng không thụt lui, mà đi cũng không đi, mà ở ngoài đứng giữa chừng, cái gì thành giữa chừng hết. Cùng mình ở đây nếu thoát được là mừng, đó là thầy nói chung trong cái quãng đời. Còn các bậc cao tăng dưỡng đạo hơn gấp bội lần thầy, thầy là một người bần giả ăn may mà đâu có xứng gì, nhưng mà lời nói của chính thầy nói, thầy không học của tất cả các vị nào hết, học của đấng thiên nhiên, học của đời cổ, học của tất cả các vị tu ở núi rừng sớm hôm thanh thuận. Vì giọt máu hồng đó đó, ngài đã cho chúng sanh, thầy mới giữ trọn cuộc tinh tấn của các ngài đó,
hòa mọn không có mạng. Ngài đã phép màu vô lượng, đang trang nhân gửi xuống trần gian lớp lớp. Như thế thì thầy đã học, học các vị mà không thấy, có thầy mà không có thầy, thầy đang học. Còn chúng con ở đây cũng đâu có thầy, thầy làm chứng thầy chút vậy thôi, chứ thầy của quý vị là trái tim của quý vị đó. Bất di bất diệt là chủ thể của chính mình. Mình cứ đem thầy vào tâm mình hỏi hàng ngày, rồi nhắc cho mình hàng ngày thương yêu mình như sao. Bắt buộc mình làm cái gì thì mình cứ hỏi, chịu khó ngồi, chịu khó lắm, chịu khó lọc. Tu đừng có trông, cứ trông đợi mãi mà trong này còn đục ngào à. Ở trong cái lòng của mình còn đục ngào, mình không có trông bên ngoài, mình tắt lặng bên ngoài để dòng suối hay ao hồ hay là một cái nước tịnh bình trong sáng. Mình tu không được bao nhiêu hết mà cứ trông hoài cho mãn để thành tiên. Thầy cười cho cái lũ khùng điên, tu ba mớ ngửa nghiêng không có biết, chân không chịu bước mà nói rằng ta ráo riết. Hãy cực một chút rồi đó, với thầy rầy đó, hay là ở đâu mà học, ở chỗ nào rầy đó, thì bỏ dở học đường. Có của ăn đó đem cất giấu không có thương. Nhà rồng rộng ha, cũng như tòa chuông quý báu vậy đó, nhưng mà xưng ta là người đạo, không? Không chia sốt vui buồn, không tai thảo bút thơ. Buồn ai thầy gián bây giờ, đem buồn chơn đạo lý thơ dạy trò. Buồn ai tâm huyết dặn dò, phải chăng mà buồn chúng mới chờ bỏ đò. Buồn yêu buồn ai thầy đợi chuyến chiều, lên mau mà trường đã ít ta nhiều trăm gian. Tại sao còn mãi chưa thân thân bước đi chậm quá, tường trang đóng mơ rồi. Giờ này khổ lắm con ơi, thầy buồn mà thế ấy chứ đứng ngồi không yên, cho nên phải chịu khùng điên. Khùng trời khùng ở chứ thượng thiên lâm mơ trần, khùng đâu có nói nhiều lần. Tại người mà không hiểu đạo bần chớ mới truy, nếu không nói nữa làm gì. Thì buồn bả tánh chứ cuồng sĩ tới giờ, buồn ấy mới gian lý thơ, mới đem trò học đúng giờ đúng đắng. Buồn đời không chịu băng phân, không nuôi mà bớm đau khổ chứ không hằng an ở sâu. Buồn cho thế sự chưa nào sâu, ta đi mà ta đứng chưa lắc ở đầu như điên. Buồn ai ích kỷ của tiền dụng dành mà để lại chánh điện chánh cùng, ngày mai sấm nổ chưa đụng đụng. Trời long mà đất lỡ ngày cùng bó tay. Buồn ai
cứ dây mắt kia mà không thấy chiều trong hoa mài trận lớn. Buồn cho thế sự không mờ mờn, tối ngày rồi cần kiệm để tên chứ để tìm. Buồn cho sớm láng giềng thấy buồn không có núi liền như ở nhau. Buồn thay cốt nhục đồng bào mà bướng mà gào lộn xộn cách chia. Buồn đời nhà ta giang canh khuya chỉ cho trò biết chứ bên ở kia trời hờn. Buồn thay lửa cháy chưa nửa lần thì chiều mà tắt ta nập chứ vui mừng sao đây. Đàn kêu giặt lõn phủ dây, thầy hỏi tớ này giặt đó làm chi. Đàn kêu dậy giặt chi thì giặc đánh việc gì con trả lời mau. Giặc tay giặc tấn giặc tàu thì đường nó đánh làm sao hỏi trò. Đường kêu đánh quá là to, con ơi nó đánh dành khó của tài. Đờn kiểu đánh giật thiên thai, đánh đêm đánh tháng đánh ngày làm chi. Đánh rồi nước mắt lâm ly, dành quyền mà dành chức cơ dành đi cơ đồ. Đờn kêu nó ở xứ môn, tại sao mà không ở lấy tràn gió răng nơ mình. Đờn kêu ông sống chưa tràn trình, đôi lời mà của trạng chưa trạng nhìn không sai. Đàn kêu đánh mãi đánh hoài, đánh giật cái chơi của tài. Mó nguyệt Việt Nam, đàn kêu thiệt quá là tham, gây loạn chưa để làm giặc giả chiến tranh. Đàn kêu cũng phải ra bằng động thiên mà động địa chưa đâu gần phải ta. Đàn kêu thầy hỏi đáo tràng, mình đó của vàng thì giúp chiến tranh. Đàn kêu tâm giả được lành thì đâu có khởi chiến tranh trong lòng. Đàn kêu thành tố quậy không, kêu hết chưa đạo đồng bình tĩnh chưa đặng nghe. Đàn kêu giặc giả đây nè,
về mình hiểu rộng ở sâu. Người tu cũng bị gối đầu đần kêu tham lam có hầu được không? Đần kêu thiện chí đạo đồng, việc tham mà trừ hận chứ thì lòng Phật môn. Đừng kêu nấu nghiệp hoàng hôn, tới đây vẫn chiến càng khôn ra rồi. Đừng kêu con đáng mà ngồi dụng gầy mà quốc tổ chưa cỡ rồi năm ba. Đừng kêu lý đạo rõ ràng, đàn tiên mà ta khải chứ dở màng rồi đây. Tiếng ở đàn chớ chẳng có gì, đàn kêu mà giặt lộn bấy giờ chạy gì ăn. Đàn kêu trời đất sang bằng, đàn kêu mà đạo sĩ ráng hằng đắng tu. Ôi thôi đừng có mơ luôn, si mê tham lam là ngu trên đời. Đời kêu không có cho bời đời, thiền môn mà vững chắc cho đau đời y trang. Đời kêu chất ngọt đầy đàn, cũng vì tham lam của vàng. Nhìn coi thầy đời mất hết vàng thôi, thì đờn xâm lại giống mơ nồi. Đậm tu thì đờn bà tấn nhau dù nếu ai thầm lặng quá ngu quá đần. Tại sao lý của thầy bằng dám nói như vậy? Đời gần lắm đã đờn kêu thảo hiếu mẹ cha. Việc tâm tham lam tà ma chưa đầy, đồng kêu cái lũ cáo vậy thấy chưa? Nó lá nó rầy da la gian, đồng kêu súng đại lưng bàn. Nước nào mà nước cơ đấy cơ hàng ngày sau. Đồng kêu dục khắp biển ao, giật mình tỉnh dậy lắm đau lắm cùi. Đợn kêu trời phạt tối thôi, cũng có mà trời đất chưa nguôi phút cùng. Đợn kêu thay đổi đá lùng, quên cha quên mẹ cứu trùng. Thiên thiên đợn kêu lập vị khai hiền, cho nên mà thầy dạy chứ lý tiền chứ học hành. Đờn kêu đừng có chưa giật dần, thiện tâm mà trí thức chưa toàn lành sao. Đờn kêu giảng phố tới phường, dần dần thấy đường coi sập gãy. Đời kêu tắt lặng sao vàng, Phật pháp mở màn nô lệ hết trơn. Đời kêu đại thảo đại dân, đặng tu mà sống được qua cơn hải hùng. Thầy đời thế giới chưa quá rung, nhưng mà không dụng kiếm cùng đâu nào. Nước Tây nước Nhật chứ nước Tàu, nước Miên mà nước Thổ chứ nước nào cũng băng. Thưa thầy đờn, lũ sói chơi nhân răng, cọp hồng cũng gãy. Biển hằng cạn luôn thấy đờn.
ca dậy nghe chuông thế giới loạn cuồng trời đất tung di. Hôm nay thầy cũng xâm chiếm vừa nói đó vừa nhắc đạo cho đạo sợ mà ráng lo tu thật sự chứ không phải nhắc dối. Nếu mà loạn cuồng được chỉ có trời đất tu di thôi chứ không ai làm được hết. Mình ý thầy muốn đặt lên cái chủ đề là mình có phải là gặp đến là tham không? Tham lam là mình ở tại nước mình đi hay là ở nhà mới đi, mình cùng xâm chiếm qua cái nhà của người ta rồi mình ăn cắp ăn này kia nọ rồi mình giật giành người ta để làm gì, có làm gì được hết rồi. Nói vậy đó, của người ta là của người ta, có phải là gặp đến là tham? Tham là nè, tham cầu nè, tham danh nè, thấy không, lộc nè, rồi muốn chiếm ngôi trời đấy chứ. Còn mình tu cũng vậy, còn tham, tham muốn tu chi nhiều đi cho lẹ, vậy đó, tham thích ngôi chùa rồi này kia đây là thầy nói câu này cũng hơi có phiền phức nhưng đúng. Những ngôi chùa mà đâu phải nó hết trơn đâu, cũng có những ngôi chùa rất là của tiên Phật thánh, của Đức Ngài Lộc, của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nói vậy đó. Cho nên hôm nay đó thầy muốn nói có những ngôi chùa giả, ngôi chùa thiệt, có ngôi chùa nghèo, ngôi chùa giả, tuyệt đẹp, thiệt xinh. Nhưng hôm nay đó thì thầy có nói mấy câu cái chùa ăn dẹp hết rồi xong, ăn cốc rồi đó, đó, ăn cốc nhảy tới nhảy lui nhảy nhóc nhảy nhép đó thì phải dẹp hết để mà lập lại thượng quân mà đâu có phải để được. Giờ chùa mật quá chừng trong cái thời kỳ đó vậy đó, thì bây giờ cứ đi vô chùa đó mà tu, đi vô chùa lại Phật, Phật nhà quý vị ông lại Phật cha Phật mẹ đó, Phật gốc cây gốc cối nhà mình đó, thấy không, cũng được vậy. Hay là mình thỉnh từ Phật về mình lại cũng được vậy, đâu có phải bắt buộc phải đi lên chùa, phải không? Nói vậy đó thì tùy ý chứ không phải là thầy nói là bắt buộc về thầy thèm cho đi chùa, chắc thầy kỹ quá. Mà thầy cũng chưa đi chùa mà không chờ về đây nữa chứ, phải không cho đi chùa mà về chùa có thầy sao? Không có, thầy không có chùa, có hiểu không? Thèm cho về nó như thế đó mới là cái nguy hiểm đó chứ. Không cho mình đi chỗ này mà không cho mình đến chỗ này, chỗ này không cho này, thì mình phải làm sao? Mình ở nhà, mình ở ngôi tâm bảo gia của mình để sớm chiều sửa đổi, ăn cũng sửa nè, nói cũng sửa nè, đi đứng nè, nghi thức hành chân của mình phải có rõ ràng. Tại sao thầy nói là mình bước chừng đừng bước quá 1 mét, bước chừng khoảng 3 tấc, 4 tấc, 5 tấc rồi bước tới từ từ quý vị, tại quý vị bước quá xa ráng chịu chứ, thầy không cho quý vị bước xa như vậy, đã thấy không? Và bà ráng cố gắng để tu cho bằng được, vừa nghĩ là có tu rồi, vừa nghĩ là có Phật rồi, vừa nghĩ là có ánh sáng rồi, vừa nghĩ là nó sẽ hiền vô cùng. Đó như vậy, mình muốn giữ mình vui lên, mình học cái cách thức mà để mà trợn mắt cùng mê đồ lên á, châu mày đồ lên, tay chân đồ kịch cọm đồ lên thì mình tập thôi chứ có gì đâu. Còn bây giờ mình không tập nữa, mình tập tu, tập hiền, tập lành, tập quảng đại, tập từ bi, nói năng rất là hiền hậu, dễ thương, dễ mến. Mình mời cái ăn mà mình mời tất cả đồng đạo hay là đời mà mời với bạn bè nhau mà cũng có thách sáo trong đó, cống cao, ỷ giàu, rồi nghèo mà bưng món ăn lại cho mình á, bưng đi không dám đi, thấy vậy rồi sao? Thấy người giàu ngồi đó mà bưng lợi mình rung đi chứ, bưng lợi đem hết ra mà còn rung thì không có đem. Kể thì đây thầy nói nè, thế giới công bằng bình đẳng của Phật Pháp sắp khai ra, không ai giàu ai nghèo hết. Mà tôi cũng không luận già trẻ, nhưng mà mình biết tôn kính bậc tuổi cao vậy thôi, chứ còn nói gì đường lối tu thì không ai cao ai thấp. Chỉ mình làm việc hy sinh là tối cao của mình, mình chịu đựng chấp nhận trải qua bao sự dập dờ mà mình lắm hết, cao cả quá, tột đỉnh không ai bằng. Chứ còn cái tu nó không bao giờ ai cao thấp hết. Còn tu mà, đang tu mà, học tu mà, đi tu mà, thấy không? Đâu có thành cái gì đâu. Chưa, cái việc làm của mình và tư tưởng của mình rất rộng sâu, hiểu và tự mình đánh tan hết ở đó người ta đang cãi gọi hay là ta đang một việc gì mà đang bối rối, mình vô thấy ba bốn đứa đánh nhau
Nè, nghe là chú nha, nè, chú cho kẹo nè, nè, chú cho đứa 5 đồng bạc phải nãy, đứa nào là mất tiền. Nói, dạ, nó làm con mất tiền đó chú, đứa kia nó làm muốn nó mới được, nè, 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 chú cho, nha, về đi. Đừng có đánh nhau, mai mốt gặp nhau, thương nhau, giao hôn, cùng học một trường, hay là láng giềng, sớm chồng của mình. Thấy không, cứu được mấy đứa nhỏ đó, nó cũng đánh nhau đó. Nó đánh nhau được một lần, đâu có sao đâu thầy ơi, nó đánh chạy đi, nè, một lần, nó bước được bước thói quen của nó đó. Một thói quen giữ, một thói quen cầm dao, một thói quen hung. Mình gỡ nó một lần này rồi, cái nó về nó nghĩ, ủa cái cặp nó đâu mà tốt quá vậy ha. À, cái nó giảm, mà gỡ thì bao nhiêu lần vậy thì nó đã giảm hết. Cho nên con người mình không phải là nói một lần mà được, phải giảm từ 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 từ, nó sẽ đến. Mong mình chịu trà cái áo mình trà mãi thì sạch thôi. Đấy vậy, đường mình đi thì mòn thôi. Tánh mình lọc biết trong sạch thôi, tâm mình rất hiền ngoan thôi. Như thế thì thầy muốn nói vậy đó, chứ không phải cứu đứa bé đó mà bữa nay nó mai mốt đánh nữa. Muốn nó giảm bớt cái tốc độ của nó sẽ dữ dằn, mà ba đứa này thì nó quậy cả xóm cả làng đó, thì mình có cách đó. Còn người nghèo mà muốn đi ăn trộm rồi đó thì tội, ta đói mà, thấy không, ta không có ăn, và mình trồng bầu trồng bước kìa, trái lẫm nhẫm mà nhà ta cứ ta nhìn cái bầu ta muốn chiều nên ăn, mình tu mới biết cái đó đó, thấy không, cắt cho mình cho ta ăn như vậy đó. Người tu mà còn dối, còn là giữ lại phần ăn của mình là mình còn phàm trượt đó, nghe không, cặp mắt cái đầu của mình tay cái bụng mình còn cái bụng trần gian ấy, thấy không, không nên chia sẻ giúp đỡ, thấy không, tu nhân học Phật hay như thế, chứ không phải mà ngồi miết rồi điện rồi sức hồn mới chứ, hơi hồn không giữ cho sức cái đâu mà sức nhập nước nào, sức về Tịnh Biên hay là chợ Kim Biên hay là chợ Sài Gòn hay ở đâu chơi, hồn mới sức ra, thôi sức hồn không có gì. Mình giữ chưa được đó, mình bảo quản thôi chứ mình cũng không giữ hồn mình được, mình bảo vệ linh hồn của mình, và mình phải tiếp tục tu hành làm sao cho linh hồn mình nó nhạy cảm, nó nhẹ mà nó tha thứ cho mình á. Chứ còn cái mà ngồi thuyền mà cho cái sức hồn ra đi lại gặp người này đi chơi người kia, sái đạo hành bình, phép tà cỡ ngựa đá qua sông liền cũng được nữa. Chứ không phải liền được, bỏ công sức luyện đạo thì có. Mình muốn luyện chiến sĩ không? Thì chỉ cho đi lại ngồi đây nè, không ngồi gốc nào đâu, kêu anh em chiến sĩ, anh nào muốn ăn cái gì lại đây ha, lại đây cái cúng chừng 3-4 ngày, 10 ngày thôi, cái này cúng rồi đàng hoàng mình ngồi đó nha, rồi mình ngồi đó mình đừng có niệm Phật. Mình chú của cái câu luyện mà để mình rủ bạn đi theo thư chơi nha, có gì báo cho tôi nghe nha, tôi nhờ bạn cái này kia nọ nha, mình dụ chừng mấy tháng mình ngồi rồi ngủ cho tôi biết tên đi, ngủ thấy mấy gì mấy người đi chơi với tôi dắt đi, có liền thật kỳ mình ru ngủ đó, nói cho biết. Đó, muốn gì được nấy à, mình bỏ công sức ra, tại sao mình không có tu mà mình niệm Phật cho Phật khế hợp với Phật đó, thì mình thành Phật, mình về Phật. Cho nên hôm nay đó thầy muốn nhắc con là ráng khéo tu. Mình làm cái bánh ra nha, ta cũng làm như mình, nhưng mình ngon bột đồ tất cả đều ngon hết, nhưng mình gói không có khéo, mà còn gói khéo còn hấp nữa nha, hấp bò càng mà nhuyễn nữa, thì thấy không, nó phải tâm thương đâu. Nói cái áo mình mặc vừa rồi đó, nhưng mình đi mình có thấy xách qua xách lại không, người ta đi ta thấy mình không thấy. Cái người tu mình nó không phải dễ đâu quý vị, người ta dòm, người ta để ý tới tụng kinh nè, mặc áo nè, thấy không, rồi ăn nói nè, không tu dễ lắm. Đông sông Tây Đục sợ lớn nha, nói gì đời đó, mai mốt về sớm nói xin lỗi. Về mặt đất nước của chúng ta, chính quyền công an cực hơn công dân, phải không, công an cực hơn công dân, công dân ta đâu có gì đâu, ta đi làm về chiều người ta ngủ nghỉ, công an thức đêm thức hôm phải chăm cặp mắt để thấy chiếc xe, thấy người đó trộm cắp giết người bắt tội phạm theo đó, cực lắm. Nhưng mà phạm tội là chịu trước,
mình phạm lực là mình phải bị nặng hơn cái người không biết đó. Không, đi tu đó, hãy nguyện tu rồi thôi đừng có bao giờ trở lại. Nếu trở lại bị đài đọa bằng 10 không làm gì được hết. Còn ở trong tu hành mà đi ra có vợ có chồng trẻ con đó, méo miệng, méo con mắt, câm, bệnh tâm thần, thấy chưa? Vì mình lưỡng ngu bất thối, đường về Phật không về, mình xuống cái trụng này thì mình phải lãnh thôi. Đó là hạt giống chính mình gieo, còn không nguyện thì thôi. Đó, vậy đó. Mà bây giờ thì thầy cũng thấy tất cả bên đạo nhánh phụ phái Bửu Sơn Kỳ Hương cũng là đúng. Sau này chúng con là cư sĩ tại gia hết, gần đạo lý hết, thủ phần an bài tứ âm hữu nghĩa, được một phần đã đi sang thánh đức rồi. Phật chấm cho tất cả quý vị tu hành do nơi lượng đạo, lượng Phật của mình, do nơi pháp giới của mình, pháp hành của mình, pháp nguyện của mình đã như thế thì mình sẽ trông may. Chứ còn bây giờ thì thầy chỉ nhắc thôi, chứ thầy không có không cứu được. Nhưng mà thầy chỉ được, nhắc được, thúc đẩy được, nâng bước tinh thần được, nhưng thầy cũng không cứu gì được. Mà không có sâu quý vị về nó cái hướng nó được, quý vị không đi làm sao sâu như thế đó. Thì buổi học hôm nay đó, chúng con có ngán không? Đấy, ngồi hoài chút xíu, nghỉ chút. Có ngán không? Có chán, hơi buồn ngủ quá rồi thì phải học chứ ha, lỡ rồi hả? Lỡ con học phải thì hành, lỡ rồi học tiếp đặng rành sáu câu, lỡ bể rồi lại lỡ vô, lỡ thầy về Phật thầy tâu hết rồi, lỡ biển ta nó xa xôi, lỡ rồi ráng học con ơi cho thành, lỡ ta không lợi không nhanh, chịu nghèo chịu khó tu hành chánh chơn, lỡ thảo rồi lỡ mong ơn, lỡ đường quá trật quá trơn ráng rình, lỡ rồi kiếm huệ minh minh, con ơi mình học sân trình vào thi, lỡ cuộc thế ở nội chi, lỡ bài lỡ bổn thầy ghi thầy đề, lỡ tiên thánh Phật con về, lỡ rồi thầy dọn vô đề cho đơn, lỡ mến rồi lại lỡ thương, lỡ tận lỡ tường phải ráng hơn, lỡ rồi đừng có bụng cơm, lỡ ta đăng ký Phật môn tu hành, lỡ rồi vắng tắt chuyện hôi tâm, lỡ chỉ rồi lại lỡ anh lỡ làng, lỡ con tu giới đạo tràng, đừng quay về rộn họ hàng chê thôi, lỡ đi rồi chớ ngừng khôi, lỡ về đất Phật xăm soi bút thầy, lỡ rồi máy tạo dần xây, lỡ con nhập học khóa này cho thông, lỡ đàn bà nè, rồi lỡ đàn ông, lỡ rồi đồng đạo đừng trống nhìn, lỡ ta bài miệt minh minh, lỡ thầy cầm bút bỏ chúng sinh hoang tàn, từ đây lỡ sớm lỡ làng, lỡ giống mà lỡ nước lỡ càng năm châu, lỡ thương rồi lại lỡ sầu, lỡ ta đang bắt nhịp cầu làm sao nên thầy kinh giảng đã rao, lỡ rồi con ráng học mau nghe tròn, lỡ bước xuống chuyến đò về tiên Phật, lỡ rồi con siêu bậc phàm trần, lỡ xa rồi lại lỡ gần, lỡ tánh lỡ tầng sang việc rất mau, lỡ biển rồi lỡ của, lỡ rồi ba tấm ngày sau đáng nhìn, lỡ ta dương lĩnh thiên đình thì là phải giảng minh,
mình cứu đời. Lỡ rồi thầy khó con ơi, không màu không để nhẹ nhàng thầy đi. Lỡ rồi kể chuyện làm chi, con ráng mà học đăng thi ngày nào. Lỡ ta là bậc anh hào, nữ lưu cũng vậy làm sao cho tròn. Lỡ làm một phận người con, lỡ ra mà bài giảng chớ lỡ non lỡ thần. Từ đây lỡ tới muôn phần, thầy ngồi mà nước mắt ứa dần. Hai mi lỡ rồi phải dẫn con đi học cho kết cuộc bài thi của ngài. Lỡ ráng học mãi học hoài, đừng bối đừng bát đừng xài trần nhớ. Chứ lỡ nguồn lý bảo thi thơ, lỡ thầy mà xuống thế, lỡ bờ vô biên, lỡ ta cùng dạy đích điên, lỡ nam lỡ nữ nơi miền làm sao. Lỡ rồi lỡ ánh trăng sao, lỡ nguyện trời đất cho mau lập đời. Lỡ rồi thầy phải chưa thốt lời, con năng mà siêu học tập đời thường quên. Học đi lỡ nói lỡ sờn, lỡ dài mà ta cổng, rồi lỡ cơn ta đùa. Lỡ tiếp rồi lại lỡ mùa, thấy chưa mà quý vị bùng tua pháp màu. Lỡ rồi thù hận quá sâu, học đi rồi lắc ta lại sáu câu. Tội quyền học đi rồi con về tiên, thầy bói thiền nổi du miền sáng qua. Đừng bỏ lớp học đi mà mấy ngày rất rộng rất xa nghe trò. Đổi thay mấy lượt ráng dò, một ngày mà năm đó chưa chỉ trò thương. Lỡ bỏ học rồi lỡ buồn hờn làm sao con thắng chứ trong cơn giặc trời. Lỡ thương lỡ nhớ xa vời, lỡ ngồi mà phải giảng chứ cho đời sang mấy. Lỡ tớ rồi lại lỡ thầy, lỡ tao mà lại lỡ mày bên kia. Lỡ ngày lỡ sống tâm vương con ơi, đá lỡ ruộng đìa lỡ luôn. Tới giờ lỡ triệu lỡ muôn lỡ khổ lỡ buồn, thầy biết làm sao. Thôi con ráng học mau nho nhã, học cho thành đắc quả thiện nhân. Ngày mai sự thế có lần, thầy đưa con đến tông dân gặp ngài. Giờ chưa được thiền quay trở lại, nhắc chúng sanh cô gái cùng trai, lớp này thật là duyên mày. Thầy đâu có nói nữa gái trai làm gì, học năng học lực mau đi, rồi về mà học trí học nghi hành mình. Học lượng Phật giống anh như Phật, học cách xa bảo vật trần đời. Học hành khích lại chớ lời, học nghe dân dẫn đôi đời thầy ra. Học để tránh bên đau khói mưa, mình ráng tu mưa tựa Bồ Đề thì là có thể sinh xế. Dù ai đại nhúng mây trời mang ơn,
Học chí khí không sờn vẫn mạnh, học từ bi biến cảnh phàm phu, con về nhớ lượng sự tu, đừng quên một phút dạy một đời. Dễ gì được đôi lời thánh dạy, dễ gì con biển hãy được qua, dễ gì hát bản ngàn ca, dễ gì con gặp Phật gia tại biển, dễ gì con nhìn điên khùng dài. Tụ bên trong lại bái thầy chùa, dễ gì sống lặng gió mưa, dễ gì mà thiền đạo thầy đưa con về, dễ gì xa chốn sông mê, gió lần từng bước chưa rồi về tận ở đâu. Dễ gì con nghe lời thánh giáo, dễ gì con học đạo cho thân, cũng do thuộc giống thuộc dòng, cũng do tiền tổ nóng mở trong nhiều đời. Dễ gì con mớ đời im dịu, dễ gì đâu nên kiểu thuốc mây, dễ gì tớ lại gặp thầy mà con bỏ học chưa đầy trăm mã ngôn. Điểm thua xót linh hồn chắc mất, tính tật kia dấu cất bên trong, nói năng phỉ chí vừa lòng, nào đâu có biết trong mờ vòng còn dây. Học đức Phật đức thầy dạy bảo, không có gương có giáo đâu trò, vậy mà sống liệu chịu lo, xâm lăng khó chiếm của trò đó đâu. Phải dẫn mạnh từng câu chắc chắn, phải cứu lên để thắng yếu hèn, còn về trí huệ trui rèn, công này mà thầy dẫn cho thúc càng mau mau. Thắng trong lòng con trao lý đạo, thắng bên trong con giáo dường tiên, thì là chính trực phải hiền, trùng mình phải có núi dơ liền phút giây. Việc cho hết tà tẩy bận rộn, con nhớ căn nhớ bộ hồi quý, thì đừng làm nhớ việc gì sái tâm, mà sái tánh từ bi lạc đường. Thầy dạy thẳng mười phương chư Phật, phương nào kìa có bậc hiền tu, phương nào cũng được ngao du, phương nào có người tu đông đầy. Hôm nay thầy dành trong phút chốc bây giờ nghỉ một chút để xả hơi trong lớp học của mình, đi ra đứng đi rồi trở về. Chừng cảm nhớ chỗ nào im tắt rồi đi về.